Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khám phá miền Tây TV hôm nay. Thì điểm đến hôm nay của Đậu Lộc đó chính là Cồn Chim. Cồn Chim là một cù lao thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Cồn Chim thì nằm giữa sông Cổ Chiên. Không biết là Cồn Chim thì bên đó sẽ có nhiều chim giống như là ở Tràm Chim ở tỉnh Đồng Tháp không nữa. Bây giờ Đậu Lộc mời tất cả mọi người hãy theo chân Đậu Lộc để chúng ta qua Cồn Chim để khám phá xem có những gì bên đó nha. Mọi người ơi, sau những chuyến xe đơm qua mấy chiếc phà thì bây giờ Đậu Lộc đã đến được Cồn Chim. Đây, trước mặt Đậu Lộc đây. Thời tiết bây giờ thì rất là nóng, nhưng mà bây giờ Đậu Lộc sẽ đến vào trong để xem coi bên trong có những gì nha mọi người. Hãy theo chân Đậu Lộc. Ồ, mọi người thấy không? Ở đây có rất là nhiều trải nghiệm luôn nè. Nào là chợ, có chợ quê nè, bếp xưa Nam Bộ, đặc sản quê, vườn dừa, có các trò chơi dân gian nữa, bánh lá, câu cua. Ồ, câu cua ghê, hấp dẫn quá. Đặc lợp, tiệm cơm, bánh xèo. Thì bây giờ Đậu Lộc sẽ đến và trải nghiệm một số cái hoạt động ở đây. Xin mời cả nhà. Cái này là tôm của mình nuôi luôn hả chú? Tôm đây nuôi á. Wow, nhìn hấp dẫn nè mọi người. Có cái chị bếp, chị biết chị mới đem ra này, chị rất là xinh đẹp. Đúng rồi, chị rất là dễ thương. Dễ thương. À, nhìn hấp dẫn không? Quá trời đẹp, trang trí rất là đẹp. Giờ này mà ăn được một cái ly dừa nước này là hết sảy. Chú ơi, con nghe cồn chim, vậy chắc bên đây chim rất là nhiều hả chú? Coi như chim hồi trước đây thì nhiều, cách nay 20 năm nhiều, còn bây giờ thì ít. Dân số cũng ở đông thì nó ít. Nhưng mà chim chiều quá là nó về, ban ngày thì nó đi ăn khắp nơi hết. Nhưng chiều quá nó về nó mới ngủ, là ở đây nó nhiều lắm. Nó ngủ vào ban đêm, nó ngủ ở những cái cây bằng lá này nè. Dạ. Rồi từ đó là có tên là cồn chim. Đúng, từ cái chỗ đó là ông bà mình cũng để là cồn chim. Từ ông bà mình khai thác rồi. Rồi ông bà mình đặt luôn. Cái câu chuyện này năm nay nữa cũng tới là 80 năm. 80 năm. Cái đời ông nội, của ông nội của chú. Dạ thưa chú, ngoài cái hoạt động câu cua thì ở đây du khách đến đây thì sẽ được thưởng thức những món ăn gì hả chú? Ở đây khách lại đây là câu cua, khi mà khách câu cua lên đó rồi khách tự câu, tự trói con cua luôn, rồi lên đây có khách là người ta mua thì mình cũng bán theo cái giá của thị trường ở sở quy định. Còn khách muốn ở đây ăn thì coi như là khách thích răng me luộc gì á, mình phục vụ cho khách cũng ăn tại chỗ, kể cả tôm với cua. Còn khách đoàn thì đi đến đây thì cũng như đi vòng ở đây, dân ở đây hoạt động, nói chung là dân đây là nó có điểm bánh xèo, bánh lá,
rồi bếp xưa năm bộ, rồi khi mà cuối cùng về một cái điểm ăn cơm á, là ở đây có phục vụ cơm. Thì trong cái món ăn ở đây thì ở đây cũng là dân gian đây ăn là đây là cua tôm thì cũng có gà vườn. Dạ chú ơi, vậy chút xíu nữa chú cho con ra ngoài á, câu cua thử xem câu sẽ như thế nào hả chú? Thì đi ra câu cua hiện tại giờ mình đang móc nồi sẵn ở ngoài ao này. Rồi nó buông luôn rồi. Thế nhẹ gì? Wow! Lôi lên bờ nó buông được. Rồi. Mang vô, mang vô. Mang bắt nó vô, đẹp như vậy rồi. Nó dính nó. Đó, mọi người thấy không? Nó lọc quay, lọc bắt được một con ơi. Wow! Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng mà thú vị quá ha. Đó. Giờ ai cũng nghe cầm chứ thấy đâu có kẹp tè đây đó được chưa nè nó tải đi nó cầm hai cái đó xích vô xích vô đó rồi giả lên rồi nó đâu kẹp được nó không có kẹp được được chưa nó đâu kẹp được đó. Wow nè cả nhà thấy chưa ao cua nó hơi nhỏ nhưng mà khi bắt được nó cảm giác là rất là thú vị. Nó thấy chưa mọi người thấy chưa, nó cách câu nó cũng rất là đơn giản. Thì cần câu mình thảy miếng cá xuống rồi mình đợi cho nó kéo xong, dưới đây mình sẽ dùng cây vợt mình vớt cái dưới lên là sẽ dính rồi. Nó thấy chưa.